Để lấp đầy dạ dày, ông lão uống trộm một ngụm sữa bò, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, thỉnh thoảng lại co giật, miệng sùi bọt mép. Thì ra hồi xưa, kỹ thuật y học không phát triển, người châu Á bị bắt dung nạp đắc tẩu si nên không chịu được, khiến sữa trở thành thực phẩm độc hại trong quá khứ. Người người tránh xa, nhưng chàng trai xuyên không này, không những không tin mà còn trực tiếp đun một nồi sữa nóng, định uống cạn một hơi. Quan ư quan nhân, Thẩm Vũ Hà hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, chỉ thấy Sở Thần ngồi xuống trước nồi sắt đang nấu nồi sữa trắng tinh. Huynh ơi, tại sao huynh lại muốn tự sát? Sở Thần khóc cười lẫn lộn dùng tay nhúng nhanh vào nồi sữa rồi nhanh chóng rút ra. Xem thời gian cũng đã gần đủ, anh ấy giữ lại một muỗng sữa vừa thổi vừa đưa cho Thẩm Vũ Hà nói. Có thể uống sữa rồi, em uống trước đi. Thẩm Vũ Hà ngay lập tức kinh ngạc. Quan nhân muốn đút mình uống sữa, thì ra huynh ấy không phải tự tử, mà muốn cho mình dùng thứ đó. Quan nhân đó, ta đã làm sai điều gì sao? Huynh ơi, huynh lại muốn đối xử với ta như vậy, thứ này sẽ không làm chết người đâu. Sở Thần cười buồn, nhưng anh biết muốn xoay chuyển. Cái tư tưởng đã in sâu trong xương tủy, đã ăn sâu bền rễ, thực ra rất khó thay đổi. Thế nên, anh cũng không giải thích, tự mình uống hết một muỗng sữa. Uống một hơi cạn sạch, trong đầu Thẩm Vũ Hà nổ bùng một tiếng, đầu óc trống rỗng, ngẩn ngơ một hồi tại chỗ. Mùi vị cũng không tệ, Sở Thần chép miệng vài cái, anh đã hoàn toàn thích nghi với thân phận thư sinh nghèo. Không sai, đây đã là Sở Thần, và cũng là lần thứ tư xuyên không rồi. Triều đại lần này gọi là Tống Quốc, cũng là một triều đại hư cấu. Người phụ nữ trước mặt chính là vị hôn thê của Sở Thần, nhưng anh cũng biết là vì mình qua đó rồi nên mới cảm thấy sữa này mùi vị thật thơm. Anh lại dùng muỗng múc một muỗng sữa từ nồi ra. Không ngờ lúc này Thẩm Vũ Hà phát ra một tiếng kêu bi thảm. Quan nhân ơi, huynh mau nhổ ra nhanh lên, uống sữa này và sẽ chết người đấy. Buông tay ra, quan nhân, huynh nhanh nhổ ra đi. Thẩm Vũ Hà khóc lóc hét lên, thậm chí còn cố mở miệng anh ra, cho tay vào định móc họng anh. Lúc này, Sở Thần dùng một chút lực đẩy Thẩm Vũ Hà ngã ngồi xuống đất, nhưng cô ấy thốt lên, nàng điên rồi sao? Đến đây, Thẩm Vũ Hà bỗng nhiên nghĩ đến vài ngày nay chồng mình bị ma nhập, bây giờ lại tự nhiên uống sữa bò, chắc chắn là điên rồi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, đặc biệt là khi cô ấy nhìn thấy dưới nồi này đang cháy. Thật ra là những cuốn sách mà trước đây Sở Thần xem như sinh mệnh, trước đây thậm chí không cho cô ấy đụng vào. Thẩm Vũ Hà càng ngày càng khẳng định anh phát điên rồi. Quan nhân ớ, chúng ta sống chết có nhau, huynh và ta sinh là vợ chồng, chết cũng phải ở bên nhau. Sở Thần im lặng nhìn cô gái trước mắt này, thật lòng mà nói, anh đã bị cô ấy cảm động. Đúng vậy, Sở Thần biết sữa này chắc chắn không thể độc chết người, nhưng Thẩm Vũ Hà thì không biết, nhưng cô ấy vẫn quyết định cùng mình đi tới cái chết. Cô gái ngốc này, ánh mắt trong trẻo đầy yêu thương đó, đây là lần đầu tiên trong đời Sở Thần thấy được. Này, dù sao chúng ta cũng đều đã uống rồi, chết no còn tốt hơn chết đói, phải không? Quan nhân, huynh nói không sai. Cô ấy nhận lấy muỗng sữa, không hề do dự nuốt xuống một lần nữa. Theo bản năng, Sở Thần liếm môi, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, sữa này tuy rằng có độc, nhưng thực ra mùi vị còn khá thơm ngon. Hai người mỗi người thay nhau uống một thìa, chỉ trong chốc lát, đã chia hết nhau uống hết nồi sữa. Sở Thần sờ bụng no căng, thở ra một hơi dài thoải mái. Quan nhân, Thẩm Vũ Hà nắm chặt tay anh, dù họ đã là vợ chồng, nhưng thực tế chưa có đêm động phòng hóa chút, nên đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Vũ Hà làm động tác thân mật như vậy. Dù sao cũng sắp chết rồi, cô ấy cũng không quan tâm gì đến sự kiềm chế hay quan niệm thế tục rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Kiếp sau, huynh nhất định đừng quên ta nhé, được không? Sở Thần mỉm cười gật đầu. Chết đến nơi rồi mà huynh ấy vẫn có thể mỉm cười. Thẩm Vũ Hà nhìn anh, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, cũng không biết nên nói gì. Đây là cái gì? Hô sao? Anh ấy nhẹ nhàng cầm lên, dựa vào cảm giác tay, anh ước lượng khoảng 3 đến 5 cân. Quan nhân, chúng ta hãy nấu những bắp mô này và ăn hết chúng đi. Giống như cậu huynh đã nói, ăn no rồi chết, còn hơn là nằm không chờ chết đói. Ai nói chúng ta sắp chết? Ta còn chưa sống đủ. Sở Thần đưa tay xoa đầu cô ấy, cử chỉ thân mật ấm áp này khiến Thẩm Vũ Hà dùng mình, nhưng nhiều hơn là vẫn là sự kinh ngạc. Quan nhân ớ, ta ớ, chúng ta đã cùng nhau uống sữa bò rồi, chắc chắn sẽ chết. Yên tâm đi, chết không được đâu, ta phải suy nghĩ chút đã, đừng làm phiền ta. Sở Thần cũng lời giải thích gì với cô ấy, lời nói không có bằng chứng. Lúc này dù có giải thích thế nào, Thẩm Vũ Hà chắc chắn sẽ không tin. Dù sao có chết hay không, lát nữa cô ấy sẽ biết ngay thôi. Thẩm Vũ Hà ngoan ngoãn nợ hơi một tiếng, nhắm mắt lại, bình thản dựa lưng vào tường, nhớ lại từng chút của quá khứ, làm thế nào để kiếm chút tiền tiêu. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, bất kể là phong tục tập quán hay là văn hóa đều giống với Hoa Hạ. Hoa Hạ là quốc gia của Sở Thần ở kiếp trước, nhưng vẫn còn nhiều thứ hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như, sữa là thứ có thể làm chết người. Tầm quan trọng của tiền, người xưa đã nói rồi, có tiền có thể khiến ma đẩy cối say. Có rồi, trên tay Sở Thần vô thức mân mê hạt ngô, bỗng dưng thốt lên một câu khiến Thẩm Vũ Hà giật mình. Có chuyện gì vậy? Quan nhân, đừng lo lắng nữa, anh bắt đầu bận rộn. Thẩm Vũ Hà mơ hồ không hiểu, ngồi bên cạnh quan sát. Cô không phải không muốn giúp mà là Sở Thần không cho cô tham gia. Sắp phải chết rồi, tại sao tướng công vẫn có tâm trạng ở đây làm những việc kỳ lạ này? Thẩm Vũ Hà rất khó hiểu, vì cô ấy hoàn toàn không hiểu Sở Thần đang làm gì, chỉ thấy Sở Thần đổ tất cả sữa vào cái bồn nước rách nát kia. Sau đó lại tìm một cây gậy và không ngừng khuấy động, mặc dù trên trán đã đổ mồ hôi, nhưng anh vẫn cẩn thận khuấy đều. Sau đó lại vớt ra từ thùng một ít chất sệt sệt màu trắng, rất cẩn thận đặt sang một bên, sau đó dùng sức bóp chặt những thứ này. Thôi vậy, Thẩm Vũ Hà nhìn một lúc nhưng không hiểu, cô nhắm mắt lại cũng không thèm xem nữa. Kỳ lạ, sao đến giờ bụng mình vẫn chưa đau nhỉ? Người ta nói uống sữa xong, bụng sẽ đau ngay lập tức mà. Căng rồi, bắt đầu đau rồi. Thật vậy, Thẩm Vũ Hà cảm thấy phần bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ. Cô mở mắt ra lưu luyến nhìn Sở Thần đang bận rộn, nước mắt bắt đầu chảy ra. Quan ư quan nhân, mê mơ ơi, nàng làm sao vậy? Ta đau bụng rồi. Nô ra, đi trước một bước. Quan nhân ờ, chúng ta gặp lại trên đường hoàng tuyển nhé. Sở Thần lúc này mới phản ứng lại, lập tức không nhịn được mà cười lớn. Nụ cười này khiến Thẩm Vũ Hà cảm thấy trái tim mình tan nát, trong chốc lát tâm tư tiêu tan. Mình sắp chết đến nơi rồi mà huynh ấy vẫn còn có thể cười ra được. Này ờ, ta nghĩ bây giờ nàng cần cái này. Nàng đã nghe câu nói này chưa? Sở Thần nhìn cô không nhận lấy, đành nghiêm túc nói, đau đầu là do mà bóc, đau bụng là do mà chơi. Cảm giác đau bụng ngày càng mạnh,
Nhưng điều này không giống như cơn đau bụng sau khi uống sữa mà Thẩm Vũ Hà đã tưởng tượng, không giống như bị ngộ độc mà giống như cảm giác cần đi vệ sinh. Thẩm Vũ Hà không thể chịu được nữa, rất lấy cuộn giấy vệ sinh từ tay Sở Thần và vội vàng chạy ra ngoài. Cô gái ngốc này, anh lại tiếp tục bận rộn chiết xuất bơ từ sữa tươi. Đây là một trong những nguyên liệu cần cho bát rang bơ. Phương pháp chiết xuất bơ cổ xưa nhất là như vậy, khuấy sữa tươi nóng sẽ tách ra được kèm sữa. Sau đó kem sẽ được tinh chế thêm sẽ trở thành bơ. Anh ấy tin món bát rang bơ này, trong đất nước thiếu văn hóa ẩm thực này, chắc chắn cũng sẽ tạo nên cơn sốt. Đi làm thuê là không thể, đời này không thể đi làm bán thời gian được. Quan nhân, qua một lúc lâu, Thẩm Vũ Hà kéo từng bước nặng nề về, nàng mang theo đầy bụng nghi hoặc từ từ đi vào hỏi Sở Thần. Tại sao ta chưa chết? Ta đã tiến hành khử trùng diệt khuẩn rồi nên uống vào sẽ không chết. Sở Thần nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh ngốc nghếch của cô, nên đã giải thích đơn giản. Sau khi làm ấm sữa đến khoảng 62 độ C, giữ trong vòng 30 phút có thể diệt được nhiều sáu khuẩn có hại. Nàng có hiểu không? Thẩm Vũ Hà có vẻ hiểu ra, gật gật cái đầu. Bận rộn đến tối, cuối cùng anh cũng chiết xuất được một cân bơ có vẻ không tinh khiết lắm, nhưng chỉ có thể tạm dùng vậy thôi. Hôm sau, Sở Thần vừa tỉnh dậy, cảm giác đói bụng lúc này lại ập đến. Dù hôm qua đã uống đầy một bụng sữa, nhưng đã qua hơn mười mấy tiếng, đói vẫn là đói. Quan trọng nhất là không có tủ lạnh để bảo quản sữa. Sau khi tách kem hôm qua, Sở Thần chỉ có thể phát huy tinh thần chủ nghĩa tư bản đổ hết số sữa còn lại đi, không có cách nào để bảo quản. Hôm nay nếu còn dám tiếp tục uống số sữa đã biến chất đó, thì thật sự có thể uống chết người đấy. Về đến nhà, Sở Thần tiếp tục làm công việc như hôm qua. Anh muốn tiếp tục tách bơ ra khỏi sữa tươi. Phần sữa còn lại sau khi được đun nóng khử trùng sẽ dùng làm đầy bụng của anh. Phải tranh thủ thời gian nắt đầu làm bát rang bơ thôi. Phú Thương đã bỏ ra hai thỏi vàng mua một hạt bát rang từ ngoài phố về, sau đó mang về nhà tìm một cái hộp gỗ đàn hương để lên bàn thờ và dặn dò gia nhân không ai được đến gần. Chỉ có dịp lễ Tết, Phú Thương này mới mở hộp cho người trong nhà lại gần ngửi. Hóa ra đây là hạt bỏng mua kem đầu tiên trong lịch sử nước Tống, là từ lần xuyên không thứ tư của Sở Thần mà làm ra. Chỉ là một nho sinh nghèo, vì để nuôi sống vị hôn thê cải thiện tình trạng gia đình, anh chỉ có thể bán bát rang bơ, tưởng chỉ có thể sống tạm qua ngày, nhưng không ngờ sản phẩm vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý lớn của người qua đường. Bát rang bơ đây, bát rang bơ nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, đi qua đi lại, đừng bỏ lỡ nhé. Sở Thần cầm chảo bát rang bơ đặt ngay bên lề đường, bắt đầu lớn tiếng lên, đây là Mục Kinh, thủ đô của nước Tống, dân số cư trú lên đến hàng triệu người. Sở Thần vừa hô vài tiếng, lập tức có người hiếu kỳ, người qua đường vây lại, nói chính xác hơn là bị hương thơm của bát rang bơ thu hút họ đến. Đây là cái gì vậy? Thơm quá, thơm đến vậy sao? Nam nữ gì cũng có, tất cả đều nhìn chăm chú vào nồi bỏng ngô. Mọi người đều đang đoán xem đây là gì. Bỏng ngô bơ thương hiệu thần ca, 50 văn, đi qua, đừng bỏ lỡ, không nên bỏ lỡ, chỉ có một nồi này thôi, ăn được là lời rồi. 50 văn một bó là giá mà Sở Thần bàn với vị hôn thê Thẩm Vũ Hà buổi sáng. Ở nước Tống, nó đang giá tiền sinh hoạt phí một tháng, phải xếp hàng mua đấy, trả tiền trước rồi nếm thử. 50 văn, các vị không mua lầm đâu, có thể mua được bỏng ngô bơ hiệu thần ca nếm thử, bảo đảm ăn một lần là muốn ăn nữa. Bao nhiêu tiền? 50 văn chỉ có chừng này, như vậy cũng quá đắt rồi. 50 văn tiền cũng đủ để ta và bằng hữu ăn vài bữa ở tù lâu rồi. Những người đứng xem nghe thấy cái giá này, nhiều người ngậm ngùi hít một hơi lạnh, trong lòng thầm mắng một câu gian thương. Giá cả ở nước Tống không cao, quán rượu tốt một chút, một món ăn cũng chỉ vài đồng thôi. Đắt sao? Vị công tử này, lời này của huynh sai rồi. Bát rang bơ này của tôi là đặc sản của Mục Kinh, chỉ có duy nhất một cơ sở, không có chi nhánh, mà chỉ có một nồi này. Hãy thử nghĩ xem, Mục Kinh có bao nhiêu người? Xin lỗi, tôi phải nói thẳng, nếu bán rẻ quá, thì liệu còn đến lượt huynh ăn không? Chắc là đã bị người khác mua hết rồi. Mặt chàng thư sinh đỏ bừng, hắn muốn phản bác lại nhưng lại không biết nói gì. Một câu bán rẻ quá còn đến lượt các người ăn sao? Ta phải thử xem đặc sản Mục Kinh này có đúng như lời đồn không. Này, cho ta hai phần thử xem. Được rồi, Sở Thần nhận tiền, sau đó lấy từ trong nồi hai nắm bỏng ngô đưa cho vị công tử này. Phong lưu tào nhã, khí chất phi phàm, nhìn là biết không phải người thường. Quan trọng nhất là công tử có con mắt tinh tường, của nhiên nhìn một lần là biết ngay. Bát rang bơ này không phải là bất kỳ ai cũng có thể ăn được. Bán cho người hiểu hàng, công tử ngài đúng là người hiểu hàng thật sự đấy. Ha ha, ông chủ mới là người có mắt nhìn thật sự. Vị công tử này vui sướng ngất ngây, cười đến không ngậm được miệng. Rõ ràng rất thích thú, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra khiêm tốn và dè dặt. Anh ta cẩn thận nhặt lấy một hạt bát rang, xem xét kỹ lưỡng, sau đó chậm rãi bỏ vào miệng cắn nhẹ một miếng. Thiếu gia này cả người chấn động, sắc mặt thay đổi. Mọi người xung quanh thấy dáng vẻ này của anh ta, ngay lập tức trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, bỏng ngô bơ này chắc chắn không ngon. Không ngờ, ngày giây tiếp theo, chàng công tử này liên tục nhai rộp rộp với vẻ mặt kinh ngạc, lời nói cũng trở nên lúng búng. Trời ơi, thật không ngờ trên đời này lại có món ngon như vậy. Bát rang bơ này thật sự ngon quá. Thiếu gia ta đã ăn khắp tất cả các tù lâu ở Mục Kinh, cũng chưa từng ăn được món nào ngon như vậy. Cùng với tiếng nhai của anh ta, hương vị của bỏng ngô bơ càng trở nên đậm đà hơn. Gia nhân bên cạnh hắn ít hầu cũng di chuyển, rõ ràng mỗi một lần nuốt là một động tác nuốt nước bọt. Thực ra không chỉ riêng anh ấy, mọi người xung quanh đều đồng loạt nuốt nước bọt. Triệu công tử, bát rang bơ này ngon thật không? Ngon lắm. Triệu công tử liên tục gật đầu, nuốt bỏng ngô trong miệng xuống. Nhớ lại lúc trước Sở Trần khen mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu khoái hoạt, ông ý nghĩ lễ thượng vãng lai, lắc đầu đong đưa nói, ta sẽ làm thơ cho món ngon này. Món ngon chỉ có trên trời, hôm nay may được nếm thử một lần. Thơ hay, thơ hay, thơ hay, thơ hay. Cái này cũng tính là thơ à? Vị công tử Triệu gia này ra mặt cũng thật là dày, ta cũng muốn nếm thử. Triệu công tử kén chọn như thế mà cũng khen ngon thì chắc chắn là ngon rồi. Mấy công tử đứng đó liền rộng rãi chi tiền, đồng loạt ném đồng xu trước mặt Sở Thần rồi vươn tay bốc bỏng ngô bỏ vào miệng. Tiếp theo,
tự nhiên lại là một màn náo nhiệt. Bắc Giang bơ chỉ có một nồi này thôi, bán hết là không còn nữa. Sở Trần nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng mà giao bán. Cố ý nhấn mạnh từ Bắc Giang bơ chỉ có một nồi này, đẩy mạnh chiến thuật hàng hiếm có, đói khát. Của nhiên, có mấy vị công tử nhà giàu này làm gương, cùng chiến thuật tâm lý quảng cáo hàng hiếm, đói hàng. Trong đám đông đứng xem, có người trong túi có tiền dư, cuối cùng không kìm được mà chen vào. Ta cũng muốn thử, thứ này thật sự ngon vậy sao? Một nồi Bắc Giang vốn dĩ không có bao nhiêu, đám đông này vừa lao vào, trong chốc lát đã bán hết sạch. Ông chủ, lại cho ta thêm một ít. Vị Triệu công tử này lại chen đến trước mặt Sở Thần, thật ngại quá, đã bán hết rồi. Nhanh vậy sao? Triệu công tử nhìn thấy nồi trống rỗng, anh ta làm một động tác rất khó coi, đưa ngón tay vào miệng một chút. Nhíu mày không hài lòng nói, nhanh lên, người nhanh làm thêm chút nữa đi, ta vẫn chưa ăn đủ thèm đâu. Đúng, đúng vậy, làm thêm một nồi nữa đi, ta vẫn chưa được ăn mà. Đám người xung quanh xôn xao, đặc biệt là khi nghe những người chưa ăn, những người đã ăn hết bỏng ngô liên tục phát ra tiếng kêu đạo xạo, cùng với biểu cảm say mê với hương vị ngon tuyệt trần gian, khiến những người không ăn được bỏng ngô cứ liên tục nuốt nước bọt. Xin lỗi mọi người, món Bắc Giang bơ này cực kỳ khó làm, hơn nữa nguyên liệu rất hiếm và quý, nên mỗi ngày ta chỉ làm được một nồi. Thật xin lỗi mọi người, muốn ăn thì phải đến sớm vào ngày mai. Anh chàng này hiểu rõ lòng người, dù sao cũng đã xin không bốn lần rồi, huống chi là Bắc Giang bơ ở nước Tống hiện nay chỉ có hắn biết làm. Sở Thần đương nhiên phải tối đa hóa lợi nhuận, mà một phần Bắc Giang có giá bán lên đến 50 văn, tương đương với mấy bạn rượu thịt trong tủ lâu. Vậy nên món Bắc Giang bơ này nhất định phải đóng gói với quy trình sản xuất rất khó khăn, nguyên liệu làm ra cũng rất hiếm và quý, mỗi ngày chỉ làm được một nồi. Những từ khóa này, mỗi lời Sở Trần nói ra là luôn luôn nhấn mạnh, mục đích là để khiến những người này trong tiềm thức đồng ý với mức giá cao của món Bắc Giang bơ này. Đây là bước đầu tiên của tiết thị, ngày mai ta sẽ quay lại ăn hết Bắc Giang bơ của ngươi. Chiêu công tử quay lại dẫn theo mấy vị công tử nhà giàu khác kêu la rời đi. Cả một nồi tiền đồng này thật sự rất nặng. Sau khi trở về tiểu viện, Sở Thần đóng cửa lại đếm một nồi tiền đầy, tổng cộng là 1.150 văn tiền, nghĩa là chỉ hơn một lạng bạc một chút. Nhưng nghĩ đến sức mua của một lạng bạc, Sở Thần cũng rất thỏa mãn rồi. Dù sao cái sân nhỏ mà họ đang ở bây giờ cũng chỉ đáng giá 5-6 lượng bạc mà thôi. Cất kỹ những đồng tiền này đi, Sở Trần khóa cửa lại lén đi ra ngoài, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mình mới nhanh chóng bước đến nhà bà Vương. Thì ra nguyên chủ kiết này là một kẻ xui xẻo và vị hôn thê cũng vậy. Cặp phu thê này đều làm công việc vặt trong phủ, Sở Trần chịu trách nhiệm nuôi bò sữa trong phủ. Người xưa đều cho rằng sữa bò có độc, vì vậy điều này đã cho Sở Trần cơ hội làm Bắc Giang bơ, tốt hơn là kiếm tiền trong im lặng. Thực ra sữa bò này ở Mộc Kinh cũng không ai cần dùng tới, ngô càng không có giá trị, chỉ có những gia đình nghèo mới dùng ngô để no bụng. Nếu dùng mấy lượng bạc này để mua ngô và sữa bò, đủ để mua được rất nhiều. Nhưng nếu như Sở Trần thực sự làm vậy, trong thời gian ngắn có lẽ không sao, nhưng thời gian lâu dài chắc chắn sẽ gây tò mò cho người khác. Thêm vào đó, món Bắc Giang bơ nổi tiếng bất ngờ này chắc chắn sẽ có người thông minh liên kết cả hai với nhau. Hơn nữa, cái này cũng coi như là bí mật kinh doanh, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Vì vậy cách lấy sữa bò hiện tại chỉ còn lại một cách, nói chính xác hơn hiện tại chỉ còn lại con bò vàng lớn của bà Vương. Khi Sở Thần đến nhà bà Vương, cửa bên đã bị khóa lại. Gõ cửa vài lần thì lộ ra gương mặt của Vương Nhị Cầu, trừng mắt nhìn anh không hài lòng. Ngươi đi đâu vậy? Mấy giờ rồi? Sao giờ ngươi mới đến? Vương Nhị Cầu là quản gia của Vương Phủ, hắn rất thích xu nịnh, đặc biệt thích đối phó với Sở Trần. Cầu ra ra, xin lỗi, hôm nay ta dậy muộn. Sở Trần đương nhiên không có loại người này ra gì, việc cấp bách là kiếm tiền trước. Dậy muộn thật sao? Vương Nhị Cầu đang suy nghĩ làm thế nào để dạy dỗ Sở Trần, đột nhiên cảm thấy trong tay bị nhét vào một số thứ. Anh ta vô thức nắm lấy, không ngờ chỉ là vài đồng. Đúng vậy, xin đại ca hãy thông cảm, ta đảm bảo lần sau sẽ không trễ nữa. Vương Nhị Cầu không nói gì, hai tay khoanh lại đặt vào trong tay áo, lén đếm một chút, tổng cộng là 5 đồng tiền. Trong lòng hắn ngay lập tức vui mừng, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Ngay lập tức hắn khẽ ho một tiếng, mặt nghiêm túc lại, cố ý làm giọng điệu nghiêm túc. Được rồi, hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, coi như lần này tha thứ cho cậu, mau vào trong làm việc đi. Cảm ơn cậu ra ra. Sở Trần nhanh chóng đi vào trong. Đúng rồi, Vương Nghị Cầu lại cầm thứ trong tay đếm đi đếm lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay về phía bóng lưng của Sở Trần hô lên, tiểu tử, người cũng vừa vừa thôi, hôm qua ta thấy người đã đẩy cả người bán hàng rong. Mấy con bò lớn ngóc đầu lên gầm mấy tiếng, không hài lòng trừng mắt nhìn Sở Trần. Đã đến lúc phải dạy dỗ ngươi, bổ sung dinh dưỡng cho tốt. Sở Trần đặt thùng gỗ xuống, trong lòng suy nghĩ liệu có phải mấy ngày trước ra tay hơi mạnh quá, con bò này gần như bị vắt kiệt rồi. Thế là gã này bỗng nhiên thấy lương tâm trỗi dậy, cắt một bó cỏ lớn, đem tới đặt trước mặt con bò vàng. Ăn ngon, cố gắng sản xuất nhiều sữa. Trở về nhà, Sở Trần lại bắt đầu khuấy sữa, chiếc tách bơ. Không còn cách nào, để giữ bí mật thương mại và kiếm lợi nhuận khổng lồ, chỉ có thể là chuyện gì đều phải tự tay mình làm. Vị hôn thê Thẩm Vũ Hà buổi chiều trở về, nhìn thấy trong góc phòng chất đống một ngọn núi nhỏ những đồng tiền, làm cô ấy sợ đến mức lùi lại mấy bước, xin nửa ngã ngồi xuống đất. Nói với vẻ mặt kinh hãi, quan nhân ơ, số tiền này là... Tự nhiên là kiếm được rồi. Quan nhân ơ, đây là số tiền huynh kiếm được từ việc bán Bắc Giang bơ sao? Cô ấy trước giờ luôn nghĩ rằng Sở Trần chỉ nói bừa, không ngờ món Bắc Giang bơ bán đắt như vậy, lại thật sự có người mua thật và còn kiếm được nhiều tiền thế này. Sở Trần gật đầu, đây cũng quá nhiều tiền rồi. Thẩm Vũ Hà cảm thấy quá không thật, giống như đang mơ vậy. Dùng tay nhéo vào đùi cảm thấy hơi đau, không phải đang mơ. Quan nhân, 50 đồng một nắm, thật sự có người mua sao? Chắc không nhiều người mua đâu. Không chỉ có người mua, mà còn rất nhiều người mua. Sao có thể được? Trên mặt Thẩm Vũ Hà đầy vẻ không tin. Sao có thể được? Mê mơ, lời của nàng đã nhắc nhở ta. Sở Thần sơ cầm suy nghĩ, không để ý đến cô ấy, nói với vẻ suy tư, giá 50 đồng thật sự là không thích hợp. Từ ngày mai, ta sẽ tăng giá thành 60 đồng một nắm. Thẩm Vũ Hà kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ nói, quan nhân ơi, sao huynh càng bán càng đắt vậy? Cái này gọi là tiết thị.